Chào nhân loại, mình đã quay trở lại với các bạn ở đây. Mình là Quý và các bạn đang xem Quý kể chuyện. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình làm vlog trong những ngày vừa qua. Và hôm trước thì mình có đọc được một cái comment của một bạn hỏi rằng là anh Quý là fan của sách giáo khoa hả anh? Thì mình đọc cái comment đó xong là thực sự là mình cười mệt mỏi luôn á. Trên thực tế thì xung quanh đây toàn là sách giáo khoa ê. Xung quanh anh toàn là nước ê. Bây giờ là xung quanh anh toàn là sách giáo khoa ê. Mình tin là chúng ta đã có rất là nhiều năm đèn sách và sách giáo khoa là một cái phương tiện không thể thiếu. Cho nên là nếu mình dẫn một cái ví dụ nào đó trong sách giáo khoa thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ liên hệ với nó rất là tốt. Và một số bạn sẽ xúc động đậy bởi vì được gợi nhớ lại một số cái thứ hay ho khi mà chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Ai đã đặt tao vô dòng sông? Trong vlog lần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mô hình rất là đặc biệt, ít nhất là đối với bản thân mình. Đó là một cái tháp ngược, hay là nói đúng hơn là một cái phễu. Và nó có 4 tầng, nội dung của mỗi tầng như thế nào thì tí nữa mình sẽ bật mí cho các bạn. Phễu này mình gọi nó là phễu thông thái. Phải nói rằng là đây là một cái mô hình mà cực kỳ ám ảnh mình trong suốt giai đoạn năm 2018. Và mình luôn luôn tìm cách để mà đi xuống đáy cái phễu này. Đáy phễu có cái gì mà nó hấp dẫn như vậy thì chúng ta sẽ cùng xem thử cái phễu này nó như thế nào. Tầng đầu tiên và cũng là tầng trên cùng của cái phễu này, đó là tầng dữ liệu. Tưởng tượng như là bạn mua một cái bộ xếp hình 1.000 miếng về. Sau đó thì bạn mở hộp ra và bạn đổ hết toàn bộ 1.000 cái mẫu nhỏ nhỏ đó ra. Và bạn cảm thấy vô cùng hoang mang vì không biết bắt đầu từ đâu. Bởi vì trước mặt bạn đang có một đống dữ liệu, mỗi cái mẫu xếp hình nhỏ đó là một mẫu dữ liệu. Và các cái mẫu này có tính chất rời rạc, chưa có liên kết, chưa có hệ thống. Tuy nhiên khi mà dữ liệu được đặt ở trong một cái bối cảnh nhất định và nó có được những cái mối liên kết với những cái dữ liệu khác cùng loại với nó thì lúc này bạn sẽ có thông tin. Thông tin sẽ là cái tầng tiếp theo của cái phễu này. Bạn tưởng tượng như là 1.000 cái mẫu xếp hình nhỏ nhỏ kia nhưng mà sẽ có những cái mẫu mà có màu sắc na ná nhau và bạn ghép nó lại với nhau. Bạn tạo ra được một cái góc và lúc này cái góc đó nó làm hé lộ một phần của cái bức tranh lớn. Thì mặc dù là bạn mới chỉ đi được một đoạn đường nhỏ thôi nhưng mà cái công việc nó đã dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Bạn đang dừng ở tầng thông tin. Thông tin là dữ liệu có tính chất kết nối. So với dữ liệu thì thông tin nó có cái mức độ cấu trúc cao hơn và có cái tính hữu dụng cao hơn rất là nhiều. Bạn ít khi phải xử lý cái dữ liệu thô, trừ khi đó là yêu cầu công việc của bạn. Còn đối với thông tin thì bạn sẽ gặp nó hàng ngày và rất là đa dạng. Bạn đọc một cuốn sách cũng là bạn đang tiếp nhận thông tin. Bạn đọc cái bài báo cũng là tiếp nhận thông tin và bạn đang xem cái clip này nè, cũng là tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên thì không phải thông tin nào bạn cũng sẽ nhớ và bạn cũng sẽ ghim nó vào đầu. Khi những cái mẫu thông tin mà có một cái mức độ ý nghĩa nhất định đối với cá nhân bạn á, thì bạn sẽ tìm cách nhớ nó và tìm cách vận dụng nó vào trong đời sống. Thì lúc này thông tin nó sẽ rơi xuống một cái tầng sâu hơn ở trong cái phễu, đó là tầng kiến thức. Việc mà bạn tìm ra được ý nghĩa hoặc là tìm ra được những cái pattern của các thông tin á, nó sẽ khiến thông tin sẽ trở thành kiến thức của bạn. Bạn bắt đầu lắp ghép những nhóm miếng xếp hình lại với nhau và dần dần đi tìm những cái mẫu còn thiếu. Ồ, chỗ này thiếu cái này, ồ, chỗ kia thiếu cái nọ. Và nó sẽ tạo thành một cái bức tranh tổng thể hoàn chỉnh. Thì bạn hiểu rằng kiến thức nó cũng giống như vậy. Nó cũng là một cái dạng kết tinh của một cái bức tranh tổng thể khi mà mọi thứ nó đã đúng. Đúng số lượng, đúng vị trí. Cái chuyện mà thời điểm nào bạn có thể tìm được một mối liên kết giữa thông tin nó với cuộc đời bạn nó cũng rất là vô chừng. Chẳng hạn như là bạn xem cái clip này lần thứ hai, lần thứ ba nhưng mà bạn vẫn thấy cái phễu thông thái nó chả liên quan đến cuộc đời mình cả thì toàn bộ cái clip này nó vẫn dừng lại ở mức thông tin thôi. Cho đến một cái thời điểm nhất định nào đó khi mà bạn đã gọi là kinh qua một số cái điểm chạm nhất định và bạn quay lại bạn coi cái clip này và gọi là nó click, cái tự nhiên thông tin nó sẽ chuyển thành kiến thức à. Ba tầng đã xong và bây giờ chúng ta sẽ trôi nhẹ xuống tầng đáy. Khi mà bạn đã có kiến thức trong đầu rồi và bạn thường xuyên nhìn nhận sâu hơn về nó, chiêm nghiệm về nó, bỗng một hôm các kiến thức nó liên kết với nhau và nó tạo thành một cái tầng trầm tích ở dưới cùng. Và tầng này sẽ là tầng thông thái. Bạn hãy nghĩ về việc xếp hình của bạn. Sau khi bạn hoàn thành xong bộ xếp hình đầu tiên với 1.000 miếng, bạn cảm thấy rất thỏa mãn sau mấy tiếng đồng hồ. Bạn đến với bộ xếp hình thứ hai, lúc này cũng là một bộ 1.000 miếng. Và bởi vì là bạn đã xếp một lần rồi, bạn có kinh nghiệm rồi, cho nên là lần thứ hai bạn làm nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và khi mà bạn xếp đến bộ thứ 10 thì cảm nhận là mọi thứ nó rất là trơn tru. Và bạn cảm giác như một cái bộ xếp hình 1.000 miếng nó không còn đủ đôi với bạn nữa. Bạn phải chơi bộ 2.000, 3.000 miếng. Dần dần thì bạn sẽ trở nên thông thái hơn trong cái công cuộc xếp hình của bạn. Và đây mình hiểu chữ thông thái theo cái nghĩa là nó trở thành một cái second nature của bạn, một dạng trực giác của bạn. Với những bạn mà chưa bao giờ xếp hình á, thì mình sẽ lấy một cái ví dụ khác để cho nhân loại dễ hình dung. Chẳng hạn như khi bạn viết một cái bài luận tiếng Anh thì từ ngữ sẽ là ở tầng dữ liệu, câu văn sẽ là ở tầng thông tin,
Lúc đó đoạn văn hay tổng thể bài văn nó sẽ là ở tầng kiến thức, và cái cách mà bạn tiếp cận đề như thế nào, cách bạn hành văn như thế nào thì nó sẽ là ở tầng thông thái, tầng đáy. Thì bạn thấy là việc bạn tiếp cận với dữ liệu rất là dễ dàng, bạn có thể mở từ điển ra dò, bạn có thể đọc báo, bạn có thể xem YouTube các thứ. Nhưng mà ở cái mức thông thái ấy, nó là một cái mức consolidation mà bạn phải viết văn đủ nhiều, bạn phải gặp được đủ nhiều cao thủ, bạn phải vấp ngã các thứ. Thì lúc đó những cái thông tin nó mới rơi dần xuống tầng kiến thức nó mới rơi dần xuống tầng thông thái, không phải một sớm một chiều mà làm được. Và sau khi bạn có sự thông thái đó rồi thì bạn có thể quẩy nhiệt 800 bài luận khác một cách rất là dễ dàng. Nếu ở tầng dữ liệu bạn đang ở mức know nothing thì ở tầng thông tin bạn sẽ có know what. Xuống một tầng nữa đến tầng kiến thức bạn sẽ có know how. Và xuống tới đáy, cái tầng quan trọng nhất, tầng thông thái thì bạn sẽ có know why. Bạn cầm một cuốn sách lên đọc thì bạn có thông tin, đó là know what. Cho đến khi bạn áp dụng những cái thông tin đó vào thực tiễn đời sống thì bạn sẽ có cái know how. Và bạn thường xuyên ngẫm nghĩ về nó, cải tiến nó không ngừng để trở thành một cái phần của chính bạn, thì lúc đó bạn sẽ có cái know why. Và cái mô hình ba vòng tròn mà why, how và what này là một cái mô hình rất là phổ biến ở trong một cuốn sách mà mình cũng khá là thích. Đó là cuốn Start with Why của ông Simon Sinek. Để biến dữ liệu thành thông tin, bạn phải hiểu được mối quan hệ. Để biến thông tin thành kiến thức thì lúc này bạn phải hiểu pattern, bạn phải hiểu các cái khuôn mẫu. Và để biến kiến thức thành trí tuệ thì bạn phải hiểu được nguyên lý đằng sau. Nhìn vào sơ đồ này thì bạn sẽ thấy rằng là cái hướng của con người thấu hiểu vấn đề là hướng từ trên xuống. Bạn nhận dữ liệu và bạn tìm cách để consolidate nó qua từng tầng. Cuối cùng, đọng lại sự thông thái ở dưới đáy. Ngược lại thì đối với một người giải quyết vấn đề, họ sẽ phải đi ngược lên. Họ sẽ sử dụng sự thông thái của họ để tạo ra kiến thức, để tạo ra những cái thông tin mới và có thể là góp những cái dữ liệu mới. Bản thân mình thì luôn tâm niệm rằng việc học là trọn đời. Cuộc đời thì không chỉ nên học thông tin mà còn phải học cả thông thái nữa. Nhưng mà bạn thấy theo cái mô hình phễu này này, đáy phễu là cái sự thông thái đó, chưa chắc là đã học được. Mà nó cần một cái sự gạn lọc nhất định theo thời gian thì từ từ những cái thứ ở tầng trên nó mới trôi dần dần xuống tầng dưới, đúng không? Nó mới cô đặc xuống tầng dưới. Càng ở dưới thì mọi thứ nó càng đặc quánh và gọi là cái tinh thần thông tuệ nó càng thấm nhuần hơn. Tục ngữ thì có câu là gừng càng già càng cay. Sơn Tùng thì hát rằng là theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm là mấy cái thứ ở trên nó rơi 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 xuống dưới nó mới mát. Nói chuyện thông thái mới nhớ là ngày xưa mình có chơi một cái trò chơi của Việt Nam làm có tên là Nhà Thông Thái Trẻ Tuổi của Skitech. Ở trong cái trò chơi đó nó có một chuỗi những cái câu đố mà bạn có thể tìm gặp ở trong một số cuốn sách giải đố cấp 1, cấp 2. Và mình sẽ đóng vai một cái nhà thông thái và đi giúp nhân loại. Trên cái đoạn đường mình đi mình có gặp một cái bà già, cũng giúp bà một vài chuyện vặt vặt. Và cuối cùng thì bà nói rằng cảm ơn cháu, bây giờ bà sẽ cho cháu hai phần quà và cháu chọn đi, một bên là hai nửa quả đào và một bên là một quả đào, thì cháu chọn phần nào? Và theo mình nghĩ rằng là một quả đào thì nó vẫn tốt hơn, bởi vì là nếu bạn chưa ăn liền thì nó vẫn còn tươi ở đó và bạn có thể đem đi bán dễ hơn là hai nửa quả đào. Cho nên mình bấm chọn một quả đào và đáp án là hai nửa quả đào nhân loại ạ. À, là bởi vì sao? Là bởi vì cái logic của cái game đó là nếu mà bạn chọn hai nửa quả đào á, thì nếu mà trong quả đào có sâu á, thì bạn sẽ biết. Còn nếu mà bạn chọn một quả đào thì bạn sẽ không biết nếu quả đào có sâu. Cuối cùng thì mình cũng đã làm xong một cái vlog nữa để tặng mọi người và hy vọng là mọi người vẫn còn theo dõi đến cái giờ phút này. Ở ngoài kia thì có rất là nhiều dữ liệu, quá trời thông tin luôn. Bạn có rất nhiều sách, rất nhiều khóa học, rất nhiều hội thảo. Và mỗi người, mỗi ngày đều có 24 giờ. Ai cũng có thể lên Google được. Nhưng mà rốt cuộc thì cuối ngày bạn tìm được cái gì? Bạn giữ được cái gì trong đầu? Thì đó là một cái câu hỏi mình luôn luôn trăn trở, mình luôn luôn đặt cho bản thân. Nhưng mà bây giờ mình có một câu hỏi cho các bạn, đó là các bạn đã subscribe chưa? Các bạn đã like clip này chưa? Và nếu chưa thì hãy làm ngay. Và như thường lệ thì ở cuối clip sẽ lại là một câu đố. Và lần này bạn cũng được yêu cầu là hãy trao cho mình một con số có 4 chữ số nhé. Bạn biết đáp án thì hãy comment ở phía dưới. Và mình sẽ gặp lại các bạn rất sớm thôi. Một hôm nào đó, một ngày nào đó, một lúc nào đó mình có ý tưởng mới, một lúc nào đó mình rảnh rỗi để mình dựng một clip như này. Hẹn gặp lại các bạn.